Xin kính chào quý khán giả của đài SCT trong chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này. Chúng tôi là Phó Thị trưởng Tira Thu Hà Nguyễn. Xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Cũng như tuần qua, chúng tôi lần lượt mời những ứng cử viên từ các cấp bậc, từ cấp bậc học khu lên tới thành phố, cho tới quận cam, cho tới tiểu bang và cho tới liên bang đến để giới thiệu tới quý vị, để mà quý vị biết nhiều thêm về cử tri, về ứng cử viên, và để xem coi người nào sẽ xứng đáng được lá phiếu ủng hộ của quý vị. Và cũng như nhiều tuần trước, tuần này chúng tôi mời được một ứng cử viên cho chức vụ học khu ủy viên học khu Garden Grove. Anh đang là ứng cử viên cho chức vụ ủy viên học khu Garden Grove. Thank you, Mark, for coming to our talk show today, and would you like to say a few words to the audience? Hi. Thank you very much for inviting me to and allowing me to spend some time to introduce myself. My name is Mark Paredes. I'm running for Garden Grove School Board Area 2, and I'm honored to have this opportunity to give some time and share who I am to your audience. Dạ vâng, anh Mark Paredes hiện đang là ứng cử viên cho ủy viên học khu thành phố Garden Grove, khu vực 2. Is it the area number 2, right? Yes. Đó là khu vực 2 ở trong quận cam của chúng ta. Can you share a little bit about yourself and why are you decide to run for the Garden Grove Unified School District? Sure. I'm a former instructor at the Garden Grove Unified School District. Recently I graduated with a master's in education from the University of Arizona. Been a lifelong learner and supporter of our schools. I actually I'm a product of the public education system and really want to give back to our students and make sure that there's opportunities for each and every one of them. Dạ vâng, chúng tôi hỏi anh Mark Paredes là lý do tại sao mà anh quyết định là tranh cử cho chức vụ ủy viên học khu giáo dục Garden Grove. Thì anh chia sẻ là anh đã từng dạy ở trong học khu và anh có bằng cao học về giáo dục từ trường đại học tiểu bang Arizona. Và anh cũng chia sẻ là đã từng đi học trong các trường công lập từ nhỏ tới lớn, và đó là một lý do mà anh quyết định ra tranh cử. Can you share with us about what is the area 2? How many school in the area in the Garden Grove Unified School District? So the area that I'm running on has the major high school is Garden Grove High School. There are 2 intermediate schools and 11 elementary schools in the area. This area actually represents roughly a demographic of about 34% Vietnamese students, 30% Latinos, and the rest Caucasian and other groups. Dạ vâng, chúng tôi mới hỏi anh là trong cái khu vực 2 của học khu Garden Grove thì có cái con số là bao nhiêu trường học cũng giống như là dân số học sinh. Thì anh kể là trong cái khu vực 2 của học khu Garden Grove thì có 1 trường trung học, 2 trường cấp 2 và 11 trường cấp 1. Trong cái 1 trường trung học là đó trường Garden Grove High School. Và với số học sinh ở trong khu vực thì có khoảng gần trên dưới 34% học sinh Việt Nam. 34 the Vietnamese or 34 Latino? 34 Vietnamese and about 30% Latino. 34% học sinh Việt Nam, 30% học sinh Mỹ và số còn lại đó là học sinh da trắng. And when you say one high school, two intermediate yes. school and 11 elementary school. Yes. Does it like scattering across different city, or is everything in Garden Grove? Everything is in Garden Grove. The borders roughly goes from Gilbert on one side to Harbor, and then Orangewood on the top, and then Garden Grove Boulevard at the bottom. Oh, anh nếu mà quý vị tưởng tượng cái tất cả những trường học này, 1 trường trung học, 2 trường cấp 2, 11 trường cấp 1, tất cả những trường này đều nằm trong thành phố Garden Grove. Cũng như quý vị biết đó, là học khu Garden Grove rất là lớn, một trong những học khu lớn nhất nhì, và nó nằm giữa nhiều thành phố, nhưng mà đặc biệt khu vực 2 là khu vực nằm gọn ở trong thành phố Garden Grove.
Nếu mà chúng ta nói về biên giới đó, border đó, thì bắt đầu từ đường Gilbert, chạy qua đường Harbor và từ đường Orangewood, tức là nói gì từ Bắc qua Nam á, từ Orangewood và kéo dài xuống đường đường Garden Grove, thì đó là cái bản đồ cho cái khu vực 2. Just want to make sure I say it correctly. Yes. North to south is from Orangewood to Garden Grove Boulevard. Yes. East to west is from Gilbert to Harbor. Yes. Am I correct? Yes. Dạ vâng. Bắc Nam là từ đường Orangewood xuống tới đường Garden Grove. Đông, từ Tây sang Đông thì là từ đường Gilbert bắc ngang qua đường Harbor. Nếu quý vị nào mà có những con em nằm đi học trong những cái trường trong đúng theo cái bản đồ đó thì là sẽ nằm trong khu vực 2 của học khu. Và hiện tại anh Mark Paredes đang là ứng cử viên cho ủy viên học khu Garden Grove. Now we talk about the percentage wise a lot of the so is what is your priority when you elected as the board of trustee? Yes, I'm really pushing for, of course, college readiness programs, but I also want to make sure that all our students are have a pathway to success. So I want to make sure that we can reintroduce vocational training and linking people up to other opportunities that may not be geared towards the college route. And yeah, vâng, chúng tôi hỏi anh Mark Paredes là những cái gì ưu tiên hàng đầu của anh khi mà được đắc cử vào chức ủy viên học khu Garden Grove. Thì anh nói là thứ nhất là pathway to success, tức là cái con đường đi đến thành công. Và đặc biệt khi mà chúng ta nói con đường đi đến thành công thì đó là làm sao chuẩn bị cho các em có đầy đủ hành trang để bước vào ngưỡng cửa đại học. And I also okay. wanted to make sure that my background is in healthcare. And so I wanted to make sure that our students have the mental health services and that's needed, but also making sure that our teachers have those services available. Yes. Anh nói là anh có cái background, tức là về chuyên về healthcare, tức là chuyên về sức chăm sóc sức khỏe. Thì với những cái kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe đó, anh muốn đưa vào trường học, thứ nhất là về cái phần về tâm lý. Tại vì sao tâm lý không chỉ ảnh hưởng tới học sinh nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới thầy cô giáo, cho nên anh muốn có những cái chương trình trợ giúp về tâm lý cho con em của chúng ta. And we know for the fact that for the 2.5 years of COVID, and a lot of our students, especially ones before COVID, they at the transition from intermediate to high school, and yes. because of lack of 2.5 years of COVID. I know that does affect the mental health and wellness, sure. as well as the education, because you know from in person, and then they have to stay home for a while, and then go back to school. So what you think that, and now those kids are prepared to go to college, mm-hmm. so they have like a gap right there. So what you think that your priority on that one? Yeah, we need to acknowledge that there was some learning loss yes. that happened, and so for example, I want to say that our community went through a trauma, and we need to acknowledge that, and we need to kind of evaluate getting our students back to learning, and I'm glad that in person is happening, but that's where mental health services is really important. Many of our students also dealt with isolation, mm-hmm. and it's re-socializing them so that way they can learn in a more productive manner. Thu Hà xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 và xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. 20 năm qua, tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn cùng với cộng đồng vươn lên để trở thành tổ hợp luật sư lớn nhất của
liên lạc xin gọi số 714-590-1700. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần 2 của chương trình Hội Dân Chủ Việt Mỹ của tuần này. Tiếp theo phần 1, chúng tôi có vị khách là ứng cử viên cho chức vụ ủy viên học khu thành phố Garden Grove. Đó là anh Mark Paredes. Và anh ra ứng cử vào chức vụ này cho cái khu vực số 2 của học khu Garden Grove. Thì học khu Garden Grove là một trong những học khu rất là lớn và rất có nhiều con em Việt Nam của chúng ta. Có khoảng trên dưới 34% con em học sinh Việt Nam, cũng giống như là 30% là học sinh gốc Mễ và số phần trăm còn lại là học sinh Mỹ trắng. Và cái địa hạt, cái khu vực số 2 này là nếu mình đi từ Bắc đến Nam là bắt đầu từ Orangewood xuống tới Garden Grove, đi từ Tây sang Đông là từ đường Gilbert qua đường Harbor. Tiếp theo phần 1, anh cũng chia sẻ là Thu Hà có hỏi anh là trong cái lĩnh vực giáo dục á, thì con em chúng ta bị gián đoạn 2.5 năm bị COVID, cho nên bị học ở nhà, không có vô trường học được. Thì những em mà bắt đầu ngưỡng cửa trung học thì sẽ bị gián đoạn đó. Thì đó là những cái mà anh Mark Perry nghĩ thế nào để mà giúp cho con em khi mà sau 2.5 năm trở lại trường và những em này lại sắp sửa bước vào đại học, thì cái ưu tiên hàng đầu thì anh cũng nói là anh cũng chia sẻ là thứ nhất là mình phải ghi nhận cái sự thiếu hụt của các em, và cái thứ hai là đó là cái chương trình hỗ trợ tâm lý giúp cho các em khi mà các em bước trở lại trường học và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Just a little bit more is that when we're talking about the program for the school education and as the board of trustee, can you, a lot of people not sure the responsibility of the board of trustee. Maybe you can elaborate what exactly the board of trustee for the Garden Grove Unified School District do. I think the board of trustees really there to manage the budget of the district, okay, to make sure that it's being spent adequately and appropriately. We also need to be able to shape some of the various programs and the direction of where the district we want to go to in partnership with our superintendent. And so I think in many ways, as a board, we need to have those creative ideas to make sure that we are preparing our students for the next phase and not be stuck in the same way where we're currently doing. Thu Hà cũng hỏi anh Mark là chia sẻ với khán giả là thật ra cái trách nhiệm của một người ủy viên học khu là có trách nhiệm gì. Tại vì lúc mình bầu người ta nhưng mình không biết người ta thật sự làm cái trách nhiệm, cái công việc là làm cái gì. Thì anh Mark giải thích là cái người mà ủy viên học khu thì cái trách nhiệm của họ là coi về điều hành về tài chính, tức là cái budget, tài khoản cho tài khóa đó, và làm việc với superintendent để đưa những cái dự luật. When we talk about when you work with more with superintendent, what any specific responsibility that when you work with more with the superintendents? So the board of trustees. So the superintendent is really does the day-to-day operations with the schools, mm-hmm, and really needs to work with the board to pass some of the budgets and things that she wants to create. Our current superintendent is Dr. Moffey. Right. And I want to make sure that the board has a healthy relationship with our superintendent, but we also need to make sure that we're guiding her properly and also bring some of our ideas to help shape our students. I think the other piece that's very important is, as a board member, we need to also listen to our community and make sure that we give our time to the parents. And I think there's been some hesitation that the board may not be listening as much, but I want to be there to listen to our community. Yeah, vâng. Thu Hà cũng hỏi là khi mà chúng ta nói tới làm việc chung với superintendent thì có thể cho một cái cụ thể ví dụ giữa cái hội đồng ủy viên của học khu giáo dục học khu của thành phố của Garden Grove. Thì anh chia sẻ là thật ra
superintendent là cái người mà coi vận hành mỗi ngày trong cái học khu đó, và board of trustees là làm việc chung để giúp cho bà về tài chính, cũng giống như giúp cho bà những cái điều lệ để bà có thể làm việc, để mà hội đồng cái mà superintendent có thể làm việc tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng chính là anh, đối với anh Mark, anh nghĩ là anh cái board, những thành viên, những ủy viên của học khu cần phải đi sát với cộng đồng, sát với cộng đồng để nghe và hiểu biết, nghe và để lắng nghe, cũng giống như để những cái ưu tư của những bậc phụ huynh về học đường như thế nào để mà cái người ủy viên đó có thể làm việc tốt hơn, giúp cho superintendent làm việc tốt hơn cho con em của chúng ta khi mà đi học trong học khu này. That's a, and if I could add another thing that I've heard is Garden Grove has the Vietnamese immersion program. Right. I want to make sure that program is actually managed properly, and we have as much resource to make sure that all our students and teachers have the resources to make it a successful program. Yeah. Anh cũng chia sẻ là trong học khu Garden Grove thì có các chương trình song ngữ, giáo dục song ngữ, và anh cũng muốn là phát triển cái chương trình này tốt hơn để mà cho con em chúng ta có thêm để mình học thêm. When you talk about doing immersion program, and this one of the questions that a lot of parents has been asking, because it's very specific to certain school and not been able to expand it. Sure. Because and that's very it's hard for the parent if they even they live on one side of the town and they have to get drive the kid to the others. The limitation. So do you have any plan for that? I think we need to still reassess the current school that we're currently doing to make sure that one is really strong, so that it could become a model for others. When that one is fully operational and really ready and parents are truly happy, then I believe we should try to expand it to the other areas and not just be at one location. Dạ vâng, Thu Hà cũng đặt một câu hỏi mà rất là nhiều cha mẹ cũng đã hỏi qua là cái chương trình song ngữ của học khu Garden Grove, tại vì nó rất là giới hạn địa điểm cũng như cái trường nào, thành ra cũng rất là ngại cho những bố mẹ phải ở từ đầu bên này mà muốn cho con học phải lái xe đầu bên kia. Thì anh cũng nói là anh, những người ủy viên luôn luôn như cũng như anh là khi mà được đắc cử cũng phải nhìn vào cái những cái trường mà hiện có, là coi cái sự cần thiết của bố mẹ, và cũng anh cũng muốn là khi mà từ một cái thêm trường để mà tạo những sự thành công của trường đó, rồi mình mới bắt đầu mình đi thêm trường khác. How many school currently in the Garden Grove Unified School District how already have the dual immersion program? From my understanding, the first one is Murdy Elementary. Okay. And there's been some that some of the parents have not been as pleased in terms of what could it be, where they could be, and that's something when I'm go ahead. When I was walking and talking to some of the parents, they in particular were very vocal to me about some of the ways that we can improve. I think we're striving, we're getting there, but they have ideas and we want to make sure that those ideas are heard. Dạ vâng, một cái câu hỏi mà Thu Hà muốn tóm tắt đó là trong cái học khu Garden Grove có bao nhiêu trường hiện có chương trình song ngữ, thì hiện tại chỉ có một trường mà thôi, và đó là một trong những điều mà mình hy vọng tất cả trong tương lai sẽ có nhiều trường sẽ có chương trình song ngữ như vậy. We already run out of time. Would you like to say a few words to the audience? I just want to say this November 8th, it's important to make your voice and your vote count, and hopefully you would consider voting for me, Mark Perthes, for Garden Grove School Board. Và anh nói là ngày 8 tháng 11 rất là quan trọng cho cuộc bầu cử, và rất mong quý vị đồng hương hãy ủng hộ cho anh một lá phiếu và chức vụ ủy viên học khu của thành phố Garden Grove. Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn.